bệnh được gọi là cái chết đen gieo rắc kinh hoàng khắp nhân gian, chỉ vài năm ngắn ngủi đã khiến hàng triệu người mất mạng, mà căn nguyên của dịch bệnh này do chính tay nữ hoàng phù thủy tạo ra. Nghe nói chỉ cần giết chết bà ta là có thể ngăn chặn nhiều tai họa sắp sửa giáng xuống nhân gian. Vì vậy, một nhóm dũng sĩ của Hiệp hội Diều Thánh có người nhà bị ôn dịch giết chết đã đứng lên cầm kiếm ra trận. Bọn họ đã mất gia đình nên sẵn sàng tử chiến với nữ hoàng phù thủy độc ác kia. Cây đại thụ khô héo trên nền tuyết trắng kia chính là cây ôn dịch và là nơi trú ẩn của ả ta. Nơi này âm u lạnh giá đến nỗi không có bất gì sự sống nào. Cho dù có tới cả trăm lần thì vẫn thấy dựng cả tóc gáy, nhưng những anh hùng vẫn quyết tâm bước vào để báo thù cho người thân. Nữ hoàng phù thủy bước ra với một gương mặt lạnh lùng tà ác khiến ai nấy cũng run sợ. Ả nói rằng phù thủy vốn là cư dân của trái đất trong hàng ngàn năm nay, còn con người là kẻ tới sau lại liên tục giao phối sinh sản như đàn chuột rất nhanh đã chiếm đóng toàn bộ trái đất. Vì để giành lại đất tổ ả mới tạo ra ô dịch để quét sạch loài người. Lịt mẹ mày muốn chiếm trái đất thì cứ nói thẳng ra cần gì phải lý do như vậy. Người thân của những dũng sĩ ở đây đều đã chết dưới tay nữ hoàng phù thủy. Vì vậy ả có nói gì đi chăng nữa thì hôm nay vẫn là ngày giỗ của ả ta. Nhưng đối mặt với họ là một phù thủy có pháp lực mạnh mẽ nên rất khó để đối phó. Bọn họ nhanh chóng chết thảm dưới ma thuật tàn ác của mụ. Lúc này chỉ còn một mình đội trưởng Conner là sống sót. Anh vẫn hùng dũng oai phong cầm chặt thanh kiếm lửa để chiến đấu với kẻ thù. Nhưng suy cho cùng anh cũng chỉ là một người trần mắt thịt không có năng lực đấu lại nữ hoàng. Và bị các phù thủy khác chế ngự đè lên mặt đất, vốn định buông xuôi chịu chết để đoàn tụ với vợ con dưới suối vàng thì ông đạo diễn gọi, dậy mau mày không thể chết như thế được. Hãy nghĩ về gia đình và anh em mày đã chết thảm như thế nào, biết nhược điểm lớn nhất của phù thủy là lửa. Thế là nhân lúc chúng không phòng bị anh đã dùng đá lửa để đốt cháy dầu hỏa đang chảy dưới đất. Cầm thanh kiếm rực cháy cùng sự phẫn nộ tột cùng, Conner thẳng tay đâm vào ngực nữ hoàng phù thủy. Vì người thân cùng đồng đội của mình đã chết nên anh chẳng còn luyến tiếc gì cuộc đời này nữa. Anh dự định bất chấp tất cả kéo mụ ta chết cùng. Nhưng mụ có khả năng chỉ cần nhìn vào mắt là có thể đọc được suy nghĩ của đối phương. Nếu để Conner chết hóa chẳng phải hoàn thành tâm nguyện của anh sao? Thế nên trước khi bị nướng mọi nữ hoàng phù thủy đã dùng ma thuật nguyền rủa anh cả đời cô độc vĩnh viễn không chết. 800 năm sau, Conner bị nguyền rủa không những không chết mà còn giữ nguyên tuổi thanh xuân. Tuy nhiên bộ tóc óng mượt suôn dài cũng đã bị rụng hết để lại khoảng hói vô bờ trên đầu anh. Mặc dù được hưởng sự bất tử nhưng anh không dùng nó để vùi đầu vào bộ môn sân nhỏ cỏ đen mà quan tâm đến những việc lớn lao hơn, đó là hàng ngày vẫn chăm chỉ diệt trừ những phù thủy tà ác. Hiện tại đang ở thế kỷ 21, phù thủy muốn tồn tại thì phải sống ẩn mình trước loài người. Họ có ngoại hình hoàn toàn giống con người nên khó có thể phân biệt được, nhưng ở đâu cũng có người này người kia và phù thủy cũng như vậy. Có những phù thủy lương thiện sống vui vẻ hòa bình với con người, bên cạnh đó cũng có những thành phần mang dã tâm muốn hãm hại loài người để thống trị thế giới một lần nữa. Đương nhiên, loại phù thủy thứ hai chính là mục tiêu mà anh Chọc luôn săn đuổi. Suốt 800 năm qua, anh có liên hệ mật thiết với tổ chức Diều Thánh để mang lại hòa bình tự do cho thế giới. Việc sắp xếp nhiệm vụ cho Conner sẽ do nhân viên thần chức Dolan thứ 36 đảm nhiệm. Bởi tuổi tác đã cao nên Dolan thứ 36 đang có kế hoạch nghỉ hưu. Vì vậy, anh Chọc đã tặng cho người bạn một món quà do chính tay mình chuẩn bị. Trở về nhà, Dolan mang những việc quan trọng giao cho người kế nhiệm tiếp theo. Ngày hôm sau, anh Chọc sốc nặng khi nghe tin người bạn thân của mình đã qua đời. Nghi ngờ cái chết của người bạn có ẩn khúc nên anh Chọc cùng với Dolan thứ 37 bắt đầu điều tra. Hai người bước vào nhà Dolan thứ 36 thì phát hiện một vòng tròn ngôi sao phép thuật 5 cánh. Xung quanh bốn bức tường hiện lên rất nhiều ký tự lạ. Sau đó ma thuật tà ác còn sót lại trong căn phòng này bất ngờ tấn công cả hai. Dựa vào những manh mối tại hiện trường, anh Chọc đoán tối qua đã có một phù thủy hắc ám xông vào đây sử dụng ma thuật cấm. Và Conner cũng biết Dolan thứ 37 là một trong số ít người may mắn được anh cứu sống sau khi bị bọn phù thủy bắt giữ. Vì đã mất toàn bộ người thân nên Dolan 37 rất ghét bọn chúng và thề sẽ trả đũa gấp bội. Sau đó anh Chọc đưa người trợ thủ mới tới một tiệm bánh ngọt. Dù có là phù thủy giỏi ma thuật đến mấy thì ở thời đại này cũng phải tuân theo quy luật cơm áo gạo tiền. Chủ tiệm này vừa bán bánh có chứa chất hương phấn để moi tiền của loài người vừa buôn lậu đạo cụ phép thuật trái phép để kiếm tiền của phù thủy. Kiểu này chẳng mấy chốc thành đại gia được bao người ngưỡng mộ. Conner đưa ra nhánh cây thiên tiên từ lấy từ hiện trường ra đưa cho chủ quán xem. Xin lỗi, mắt của tôi bị mù. Bị mua thì cũng biết thằng nào tới mua chứ. Mắc nói rằng vài ngày trước có một người đàn ông đã tới đây mua thiên tiên tử. Mà trên người vị khách đó còn có mùi thạch tín và mùi táo hồng thối giữa. Người bình thường khi nghe những manh mối như vậy chắc khỏi phá án nữa về ngủ nghỉ cho khỏe. Nhưng anh Chọc có kinh nghiệm đến 800 năm trong ngành nằm vùng nên nhanh chóng có hướng đi cho riêng mình. Trong chiến tranh, thạch tín được dùng để chế tạo ra chất bảo quản. Vì vậy chỉ có nhà tang lễ mới có mùi thạch tín. Cũng có nghĩa là chỉ cần tìm được nhà tang lễ có cây táo hồng là có thể tìm ra hung thủ đã hãm hại Dolan 36. Tại đây anh Chọc nhẹ nhàng bắt được một tên lưu manh hổ báo cáo chồn rồi đưa hắn về tổ chức Diều Thánh để luận tội. Chú mày hãy tập làm quen với câu kính thưa hội đồng xét xử đi là vừa, dưới hầm của giáo hội chính là tòa án phù thủy. Thẩm phán là những phù thủy đức cao vọng trọng được tín nhiệm,
tên lưu manh già mồm không chịu nhận tội liền bị hội đồng bắt nhốt vào nhà giam đặc biệt mãi mãi không được nhìn thấy ánh mặt trời. Điều này khiến công việc điều tra của anh Trọc hoàn toàn bị đứt đoạn, nhưng trước đó anh đã phát hiện ra con ruồi ôn dịch trên người tên lưu manh, đây chính là ma thuật hắc ám được sinh ra từ cây ôn dịch. Khám nghiệm tử thi trên người của Dolan 36, anh cũng tìm thấy con ruồi đang ký sinh trong cổ của ông ấy. Sau đó anh tiến hành làm phép để tạm thời giữ tính mạng của người bạn ở lại nhân gian. Thần chết bên kia thì buồn thối ruột vì chỉ tiêu tháng này xem ra không hoàn thành rồi, nhưng để có thể cứu sống Dolan 36 hoàn toàn thì anh phải tìm ra được tên phù thủy đã thả con ruồi ra và giết chết hắn. Mà thành phố này quá rộng lớn, tìm được phù thủy hắc ám đã khó, còn tìm được đích danh kẻ chủ mưu còn khó hơn cả lên trời. Nhưng Dolan là người thông minh và nhiều kinh nghiệm. Đêm trước khi bị tấn công, ông đã tự cắt tay rồi bôi vết máu vào quyển kinh thánh. Dựa vào manh mối này, anh Trọc đã ghép những từ đó lại thành một câu hoàn chỉnh nhưng hơi khó hiểu. Hãy nhớ lại cái chết của bạn. Mình bất tử có chết bao giờ đâu mà lại nói như vậy ta. Condor nghi ngờ rằng quá khứ của mình có thể đã bị lãng quên mất ở khoảng thời gian nào đó nên đã nhờ người giúp. Thấm nhuần câu nói có tiền mua tiên cũng được. Anh đã tới một quán bar và đưa ra một mức giá khá cao để cô nàng quản lý Chloe giúp mình tìm lại ký ức. Ai cũng cần tiền để sống nên cô đã đồng ý ngay và luôn. Bào chế xong thuốc, cô đã tiêm nó vào một quả anh đào. Vừa bỏ vào miệng thì Condor liền có cảm giác hưng phấn như ở trên mây rất khó tả. Ký ức hiện về là hình ảnh nữ hoàng phù thủy bị cháy thành cho 800 năm về trước. Nhưng lúc anh Chọc đang quan sát để kiếm manh mối thì một sức mạnh vô cùng lớn đột nhiên kéo anh về hiện thực. Tên phù thủy hắc ám Billion mồm lông giống lão xếp của tôi chính là kẻ chủ mưu cho toàn bộ việc này. Và hắn cũng là một tín đồ trung thành của nữ hoàng phù thủy. Vì vẫn còn phê thuốc ký ức nên anh Chọc bị đối thủ bón hành cho tận mồm, cứ hết là được bón thêm. Sau đó Billion đã dùng ma thuật phóng hỏa đốt toàn bộ số thuốc ký ức có trong quán bar. Mục đích của hắn là không muốn Condor tìm ra chân tướng sự việc. Anh Chọc được cô nàng Chloe hóa giải công dụng của thuốc ký ức liền lập tức lao đến túm dâu tên khốn đó lại. Nhưng hắn đã dùng thuật xuyên tường để bỏ trốn, chỉ để lại nhúm lông mồm trên tay anh Chọc mà thôi. Quán bar khi ấy cũng bị thiêu rụi hoàn toàn trong biển lửa. Chloe chưa lấy được đồng nào từ tay anh Chọc thì cả cơ nghiệp đã tan biến. Đúng là đời đen như dái chó vậy. Khuya hôm đó, Chloe còn bị phép thuật hắc ám tấn công tại nhà riêng. May mà anh Chọc đầu nhiều tóc xuất hiện cứu cô kịp thời. Sau đó anh cùng với người trợ lý đã tìm ra danh tính của tên mồm lông hôm qua. Nhưng Condor vẫn cần cô nàng Chloe điều chế cho anh thuốc ký ức mới. Hai người tới nhà bạn thân của Chloe để tìm nguyên liệu thì phát hiện ra mình đã tới trễ một bước. Tên Billion kia đã sát hại người bạn và phá hết nguyên liệu mất rồi. Lúc này lòng căm phẫn của Chloe lên đến đỉnh điểm. Cô thề sẽ giúp anh Chọc đánh thằng đầu bờ rẻ rách kia một trận như tử đến ông bà nhận không ra. Chloe là một phù thủy không hề tầm thường vì sở hữu năng lực du hành giấc mơ. Người đời gọi cô với cái tên mỹ miều là kẻ mộng du. Nói cách khác là cô không cần thuốc ký ức vẫn có thể đưa anh Chọc về quá khứ của anh. Sau pha đám mắt trìu mến thì khung cảnh xung quanh anh Chọc liền thay đổi. Trước mắt họ chính là cảnh tượng cây ôn dịch đang bốc cháy dữ dội. Vào sâu bên trong ký ức kinh hoàng đó, anh nhìn thấy mình đã từng chết cháy chung với nữ hoàng phù thủy. Ngay lúc đó, một đội dũng sĩ chi viện cũng nhanh chóng chạy vào hiện trường để kiểm tra. Kỳ lạ thay, Condor đã bị cháy đen như than nhưng anh vẫn còn sống. Còn mụ phù thủy tuy đã tan thành cho bụi nhưng trái tim vẫn còn đập. Vốn dĩ nhóm dũng sĩ này tính dùng kiếm tiêu diệt ma vật này, nhưng khi lưỡi kiếm vừa đâm vào trái tim thì Condor ở bên cạnh đột nhiên lăn lộn đau đớn vô cùng. Thì ra nữ hoàng phù thủy đã dùng ma thuật hắc ám trói buộc sinh mệnh của anh Chọc với trái tim của mụ. Nếu phá hủy trái tim thì anh cũng sẽ chết. Vì vậy vị dũng sĩ kia đã quyết định không nói cho anh Chọc biết và mang trái tim giấu đi. Và ma vật đó đang được tổ chức dìu thánh cất giữ. Mà khi Billion tấn công Dolan 36 thì hắn cũng đã cướp được trái tim với dự định hồi sinh nữ hoàng phù thủy. Nhưng muốn hồi sinh thì cần phải có vật hiến tế, vì ông chủ tiệm bánh vì đã tiết lộ thông tin nên đã bị nhắm tới. Hắn cho rằng Mark là phản đồ của phù thủy nên đã bắt cóc rồi giết chết ông ta để hồi sinh nữ hoàng. Anh Chọc sau khi rời khỏi ký ức liền hùng hổ lập tức xách hàng nóng đi tìm và tiêu diệt nữ hoàng phù thủy lúc còn đang yếu. Nhưng vẫn là tới chậm một bước, nhân lúc anh và tên mồm lông đang giao cấu với nhau thì mụ đã cong đít lên chạy trước. Billion dù có là một tên phù thủy hắc ám giỏi đến mấy thì cũng không thể nào so sánh với nhân vật chính được. Rất nhanh tên mồm lông đã thua cuộc và nhận vé một chiều xuống âm phủ đoàn tụ cùng tổ tiên. Đồng thời lúc này Dolan 36 đang hôn mê cũng tỉnh lại, nhưng nhìn người bạn chí cốt sống lại anh Chọc lại không vui nổi. Vì nữ hoàng hắc ám vừa rồi đã tấn công vào tòa án phù thủy, đã dùng ma thuật hắc ám hồi sinh cây ôn dịch. Khi quả của nó chín sẽ giải phóng ra những con ruồi lây lan bệnh dịch ra khắp thế giới, nhân loại một lần nữa đứng trước thảm họa diệt vong. Lần này anh Chọc quyết tâm diệt trừ ta một lần và mãi mãi. Anh cầm kiếm châm lửa lên rồi xông về phía cây ôn dịch. 800 năm qua ta đã giết vô số phù thủy hắc ám. Kinh nghiệm cũng như sức chiến đấu của ta cũng đã khác xưa rất nhiều. Trong khi ngươi vẫn dậm chân tại chỗ thì cái level của ta đã tăng lên cao ngút trời.
cho dù ngươi có là một phù thủy có pháp lực mạnh mẽ đến mấy cũng khó có thể đối đầu trực tiếp với ta. Nhưng không ngờ trong lúc sắp kết liễu nữ hoàng phù thủy thì đột nhiên Dolan 37 lại nổ súng bắn anh chọc bị thương. Hóa ra câu chuyện mà anh ta kể nửa thật nửa giả, từ bé anh ta quả thực được Condor cứu thoát khỏi bàn tay của phù thủy, có điều hai phù thủy trong căn phòng đó lại chính là bố mẹ đẻ của anh ta. Nói cách khác, Dolan 37 cũng là một phù thủy nhưng anh ta lại chẳng hề biết một chút phép thuật nào cả. Vì vậy anh ta đã ẩn mình bên cạnh Condor tìm cơ hội hồi sinh nữ hoàng để xin chút phép thuật. Chỉ có đi đái trong mơ mới thành hiện thực, còn lại tất cả các giấc mơ đều không có thật. Và giấc mơ của Dolan 37 cũng nhanh chóng tan biến khi nữ hoàng chỉ coi anh ta là một con người tầm thường rồi thẳng tay kết liễu kẻ ngu muội kia. Anh chọc nằm gần đó câm nín không biết nói gì luôn. Đúng lúc này quả ôn dịch đã chín tạo ra vô số ruồi bay kín cả bầu trời. Thấy tình hình nguy hiểm, anh chọc liền cố hết sức lực cầm kiếm lên sông tới chém mạnh, ả phù thủy một lần nữa tan thành cho bụi, đồng thời đám ruồi nhặng bên ngoài cũng chết theo ả ta. Nhưng bọn chúng chết không có nghĩa là trái đất sẽ được bình an, dù sao trái tim của nữ hoàng phù thủy vẫn đang đập. Anh chọc vốn định phá hủy và chết chung với nó nhưng Chloe đã vội vàng cản lại. Cô từng ở trong mộng của phù thủy khác và thấy được thứ còn tà ác hơn cả nữ hoàng phù thủy. Nếu hôm nay anh hy sinh cùng với ả, vậy sau này kẻ tà ác kia tới nhân gian thì ai có đủ thực lực để đối phó đây? Còn chưa đút than vào cái lò hư hỏng chảy nước của em mà anh đã vội chết rồi sao? Nói đến đây thôi, anh chọc liền nở nụ cười vội đem cất giấu trái tim của nữ hoàng phù thủy đi. Cuối phim, anh chọc mất niềm tin vào tổ chức diều thánh nên quyết định trở thành một thợ săn phù thủy tự do. Như vậy anh có thể mặc sức tung hoành khắp nơi cùng cô trợ lý Chloe của mình. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.